Ký sự về nguồn phần 1: Những nẻo đường Thế Tôn đã đi qua. Trong kinh Trường Bộ 1, Đại Bát Niết Bàn, trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn có lời căn dặn như sau: Này Ananda, có bốn thánh tích người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với điểm tinh suy tư. Đây là chỗ Như Lai đản sanh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan nghỉ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh vào cõi thiện thú cảnh giới chư thiên. Bằng lời dạy đó của Đấng Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni, Thượng Tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức chuyến hành hương về nguồn cho chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, cùng chư tăng ni Phật tử hữu duyên trở về đảnh lễ tứ động tâm và chiêm bái các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal. Chuyến đi được diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2023. Với mong muốn qua chuyến đi này, chư tăng ni cư sĩ Phật tử sẽ được sự trợ duyên lớn trên độ trình tu tập, tinh tấn nhiếp phục thân tâm và phát nguyện phụng sự đạo đời viên dung. Đối với mỗi người con Phật, tứ động tâm là bốn thánh tích thiêng liêng ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng hóa của Đức Thế Tôn, là nơi mà ai cũng muốn đến đó một lần trong đời để tận mắt thấy được các di tích lịch sử của Đức Phật, để cảm nhận được nguồn năng lượng vô biên, làm vững niềm tin vào sự nghiệp tu tập cũng như tinh tấn thực hành chân lý và giáo pháp của Ngài, làm cho an lạc tự thân và tha nhân. Theo quy luật vô thường và biến dịch của thời gian, các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ ngày nay đã trở nên hoang phế. Thế nhưng năng lượng tâm linh của Đức Phật và chư vị thánh tăng ở những nơi ấy vẫn còn giàu dạt và tinh khôi. Điểm đến đầu tiên là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Theo kinh sách ghi lại, Lâm Tỳ Ni là khu vườn có nhiều hoa thơm trái ngọt quý hiếm, tràn đầy ánh sáng. Hoa viên này do vua Thiện Giác, quốc chủ thành Thiên Tỵ, kiến tạo cho phu nhân Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni sinh hạ hai người con gái, trưởng nữ là Mahamaya, tức mẫu thân của Đức Phật, và thứ nữ là Mahabasa Ba Đề, cả hai đều gả cho vua Tịnh Phạn. Kinh điển ghi chép lại, phu nhân Maya của vua Tịnh Phạn, quốc chủ thành Ca Tỳ La Vệ, sắp đến kỳ lâm bồn. Theo tập tục của người dân bấy giờ, hoàng hậu phải về quê ngoại để sinh nở. Trên đường trở về đến hoa viên Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Maya vào dạo chơi. Đến bên cây Vô Ưu thì đản sinh thái tử Tất Đạt Đa. Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vua A Dục đã đến hoa viên này chiêm bái và kiến tạo một trụ đá để lưu niệm thánh tích này. Hoa viên Lâm Tỳ Ni đã trải qua thời kỳ hoang phế, đến năm 1896 mới được phát hiện trở lại, và từ đó nhiều cuộc khảo cổ được tiến hành. Trong quá trình khai quật, người ta đã tìm thấy không ít những di vật của các vương triều Khổng Tước, vương triều Quý Xương, vương triều Cáp Đa. Ngày nay, tại trung tâm di chỉ khảo cổ là đền thờ Thánh Mẫu Maya. Trong đền thờ có bức phù điêu bằng đá tạ cảnh Thánh Mẫu Maya hạ sinh thái tử. Phía nam đền thờ có một hồ nước, tương truyền rằng là nơi rồng chúa phun nước tắm cho thái tử. Trụ đá trứ danh của vua A Dục nằm ở phía tây đền thờ. Theo Đại Đường Tây Vật Ký quyển thứ 6 thì ngài Huyền Trang đã ghi chép lại: trên đầu trụ đá có mã tượng do vua Vô Ưu, tức vua A Dục, kiến tạo. Sau vị ác long phá hoại, trụ đá đã bị gãy làm đôi.
Hiện nay trụ đá còn lại cao khoảng 7 mét. Phần đầu trụ đá có mã tượng đã mất. Tuy nhiên, phần trụ đá còn lại vẫn còn những dòng chữ do vua A Dục pháp sắc, và người ta đọc được như sau: 20 năm sau, khi lên ngôi quốc vương Devanampiya Biyadasi, tức vua A Dục, ngự đến đây chiêm bái, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc hiền nhân của bộ tộc Thích Ca, đã đản sinh tại đây. Nhà vua ban lệnh khắc một bia bằng đá và dựng một thạch trụ. Ngài miễn thuế đất ở làng Bumini và giảm thuế hoa lợi từ 1/4 theo lệ thường xuống còn 1/8. Những năm gần đây, chính phủ Nepal và những nước Phật giáo đã xây nhiều chùa tháp mới. Chính phủ Nepal đã có kế hoạch đệ trình Liên Hiệp Quốc để xin tài trợ cấp xây dựng lại thánh tích Lâm Tỳ Ni. A Tư Đà khóc cho bình, khóc cho nhân thế, mà chắc hẳn đã khóc dùng cho chúng con, những người sanh sau Phật, những người sanh trước Phật, không bao giờ có duyên được bái kiến Như Lai. Giọt nước mắt ngày nào của A Tư luôn mãi là niềm khích lệ để tự thân chúng con tấn tu đạo nghiệp, cúi đầu lại khóc với một vị đức cao trong vòng thờ đó là điều rất hy hữu trong thế giới đa thần giáo của xứ Ấn Phật nào. Nhưng đứng về chân lý lăng kính nhiệm màu của Đức Thế Tôn, cúi đầu để dâng lên, kính để phát triển, đó là một pháp tu đặc biệt. Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Bồ Đề Đạo Tràng tiếng Phạn là Bodhimanda hoặc Buddha Gaya. Thuở Phật tại thế, vùng đất này là khu rừng già thuộc nước Ma Kiệt Đà, nằm ở phía nam thành Già Gia. Kinh điển ghi chép, sau khi trải qua 6 năm tu khổ hạnh, Đức Thế Tôn đã đến vùng đất này, ngồi kiết già trên bó cỏ Kusa, dưới cây Tất Bát La, cho đến khi chứng quả vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi Phật Niết Bàn khoảng gần 200 năm, vua A Dục lên ngôi, tin theo tà đạo, đã cho người đến Buddha Gaya chặt phá cây bồ đề. Tuy nhiên, vì chưa phá tận gốc, nên ít lâu sau, cây lại mọc chồi mới. Vua thấy vậy liền sinh tâm hối ngộ, ra lệnh cho xây dựng lại hàng rào bằng đá cao hơn 10 thước bao quanh thân cây để bảo vệ. Ngoài ra, vua A Dục còn dựng tháp kỷ niệm ở các vùng phụ cận Buddha Gaya, như chỗ Phật tu khổ hạnh, chỗ Phật nhận bát cháo của nàng Sujata, chỗ Phật vượt sông hướng đến cây bồ đề. Về sau, vua còn nhiều lần tu sửa và nâng cấp các bảo tháp tại thánh tích. Tuy nhiên, trải qua nhiều thời gian binh biến, đổi thay của định luật vô thường, thánh tích phần lớn chỉ còn lại gạch đá điêu tàn. Nay tại bồ đề đạo tràng còn có đại tháp bồ đề, còn gọi là tháp đại giác. Tháp có kiến trúc giống như kim tự tháp, cao khoảng 56 mét. Tháp này do vua A Dục kiến tạo. Năm 1870, Phật giáo Miến Điện đã tu bổ lại tháp này. Cây bồ đề. Cây bồ đề nằm phía tây của đại tháp, cao khoảng 12 mét. Con gái của vua A Dục là Tỳ Kheo Ni Samgamita đã từng chiết nhánh từ cây bồ đề này đem trồng ở Tích Lan. Về sau, cây bồ đề nguyên thủy bị dị giáo phá hoại. Người ta đã đem nhánh cây từ Tích Lan về trồng lại ở bồ đề đạo tràng, tức cây bồ đề hiện nay. Tòa Kim Cương nằm ngay dưới cây bồ đề là chỗ Đức Phật đã ngồi thiền định cho đến khi chứng đắc vô thượng chính đẳng giác. Lộc Dạ Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Một thời, Đức Phật trú trong vườn Lộc Dạ, là trú xứ của tiên nhân nước Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn bảo 5 vị tỳ kheo: đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo là tứ thánh đế, kinh chuyển Pháp Luân. Đây là những lời vàng từ kim khẩu Đức Thế Tôn trong lần đầu tiên chuyển bánh xe chính pháp tại vườn Nai,
Từ đó Tam Bảo hình thành giữa thế gian. Cũng chính tại nơi này, Đức Phật đã có mùa an cư đầu tiên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Vườn Nai trở thành trung tâm tu học rất lớn. Trong khu vực chia ra làm 8 phận liên hệ với nhau, nhà cửa lầu các tráng lệ quy mô. Tăng sĩ sống hơn 1.500 người tu theo Phật giáo bộ phái chính lượng bộ. Trong thành lớn có một tịnh xá cao hơn 200 thước. Phía bên trên tạo hình thành một trái xoài được thép vàng. Tịnh xá được xếp đá chồng lên nhau. Đá chất lên bốn bên như thể cả hàng trăm phiến. Mỗi phiến đều có chạm tượng Phật màu vàng. Trong tịnh xá đó có một tượng Phật làm bằng đá gần bằng thân thật của Đức Thế Tôn, tạc theo tư thế chuyển pháp luân. Phía tây nam tịnh xá có một bảo tháp bằng đá do vua A Dục dựng nên, đã hư hoại, chiều cao hơn 100 thước. Phía trước đó có dựng một trụ đá cao hơn 70 thước. Ngày nay thánh tích đã hoang phế nhiều, các thuyết Phật giáo đều có bia đá khắc kinh chuyển pháp luân lưu niệm tại đây. Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thuở Phật tại thế, Câu Thi Na là một thị trấn của nước Mạt La. Theo Kinh Trường A Hàm, khi Thế Tôn tuyên bố nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na, Tôn giả A Nan đã xin Phật chớ diệt độ tại chỗ đất hoang vu trong thành chật hẹp thô lậu này. Đức Phật liền dạy: thành này xưa kia vào thời vua Đại Thiện Kiến đã từng xinh đẹp như một tịnh độ. Rồi Phật dạy: này A Nan, ta nhớ đã từng ở nơi này, ta 6 lần tái sinh làm chuyển luân thánh vương và cuối cùng bỏ xác tại chỗ này. Này ta thành vô thượng chính giác, lại cũng muốn xả bỏ mạng căn gửi thân tại đây. Từ nay về sau, ta đã dứt tuyệt sinh tử, không còn có chỗ nào là nơi bỏ xác. Đây là đời cuối cùng, ta không còn thọ sinh trở lại nữa. Năm 1853, nhà khảo cổ Makkalila tiến hành khai quật thành Câu Thi Na và công tác khảo cổ tiến hành cho đến ngày nay đã được phát hiện. Điện Phật nằm, trong điện này có tượng Đức Phật Niết Bàn dài 20 mét, nằm trên bệ thờ được điêu khắc tinh mỹ. Đầu giường khắc hình Tôn giả A Nan, Tu Bồ Đề và 5 tượng khác không rõ danh tánh, cùng với những hoa văn, nghệ thuật tạo tượng. Và những hoa văn cho biết pho tượng này được kiến tạo vào khoảng thế kỷ thứ 5. Tháp Đại Niết Bàn. Tháp này được xây dựng ngay nơi Phật nhập Niết Bàn. Mãi cho đến năm 1912 thì công tác khai quật tháp này mới được hoàn thành. Tháp cao 167 thước Anh. Trong tháp, người ta tìm thấy rất nhiều vật bằng đồng, có hoa văn và chữ viết của vương triều Kumarakuta niên đại 413-455. Di tích là tượng đá của một số ít chùa viện, có rất nhiều hoa văn truyền tải và ghi chép tên gọi của các tự viện cũng như người kiến tạo chùa Đại Niết Bàn. Những phát hiện này có giá trị lịch sử vô cùng lớn lao. Tháp Trà Tì. Tháp này có tên là An Già La, tương truyền là nơi Trà Tỳ thân Phật. Người địa phương gọi tháp này là Rambaha. Tại mỗi thánh tích, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng như Tôn Đức đã dâng hương cúng dường đến Thế Tôn. Thay mặt đoàn, Thượng tọa nêu lên những cảm nghĩ về sự hiện hữu của bậc đại giác trên cõi đời, mang lại lợi lạc cho muôn loại. Nhớ về lời dạy của Đức Phật, nhìn những vết tích rêu phong, không sao tránh khỏi bùi ngùi cảm xúc. Gần 50 năm hành đạo, Đức Phật từng vân du qua 45 địa điểm thuộc bang Bihar và Uttar Pradesh. Trong chuyến đi này, ngoài đảnh lễ tứ động tâm, đoàn cũng được đến một số nơi đặc biệt ghi lại dấu ấn trong cuộc đời và thời gian du hành hóa đạo của Ngài. Đó là các nơi thành cổ Ca Tỳ La Vệ, nơi lưu dấu thời niên thiếu nhung lụa của Thái tử Tất Đạt Đa, cách Lâm Tỳ Ni 25 km về phía Ấn Độ, địa phận Biprawa có một kinh thành của dòng họ Thích Ca. Người ta cho rằng
Ca Tỳ La Vệ này được xây dựng là do nhóm người Thích Ca sống sót sau biến cố thảm sát của vua Tỳ Lưu Ly đã di dời đến nơi đây và lập nên một kinh thành Ca Tỳ La Vệ mới. Còn thành Ca Tỳ La Vệ cũ tại Ấn Độ thuộc bang Uttar Pradesh. Ngày nay, Ca Tỳ La Vệ thuộc Nepal, cách vườn Lâm Tỳ Ni 38 km về hướng Tây, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997. Nằm trong quần thể các di tích về Đức Thích Ca Mâu Ni, Ca Tỳ La Vệ được tôn trọng và giữ gìn. Phối cảnh thiên nhiên trong và ngoài thành rất đẹp, vẫn giữ được nét tự nhiên. Các nền thành cổ được bảo tồn và được che mát bởi những tán cây cổ thụ. Đến nơi đây, chúng ta được tham quan di chỉ cung điện của Thái tử Tất Đạt Đa, đặc biệt là cổng thành Đông. Chính từ nơi đây, Thái tử Tất Đạt Đa đã cưỡi ngựa kiện trắc và ra ngoài thành rồi vượt sông Anoma để bắt đầu cho con đường tu tập, tìm ra ánh đạo. Từ cửa thành Đông, lần theo lối mòn hướng về phương Bắc khoảng 2 cây số, chúng ta thấy có 2 nền gạch, một lớn một nhỏ, nằm trong khu đất trũng dưới mặt đường khoảng 3 mét. Đây là 2 ngôi mộ được cho là của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Trúc Lâm Tịnh Xá, ngôi tịnh xá đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Vườn Trúc Lâm tại Bragi, Ấn Độ, vốn là vùng thượng uyển của vua Tần Bà Sa La. Nhưng sau khi quy y Tam Bảo, nhà vua đã dâng cúng khu vườn trúc này cho Đức Phật để làm tịnh xá. Đây cũng chính là tịnh xá đầu tiên của Phật giáo. Chính tại nơi này, Đức Thế Tôn đã cùng với chư tăng nhập hạ suốt 3 mùa an cư liên tiếp, thứ 2, 3 và 4. Trong khu vườn này, cây cối được sửa sang ngay thẳng, hoa lá tươi xanh với nhiều bụi tre già lớn ở phía trong. Ở đây cũng có một hồ nhỏ với nước trong xanh, nghiêng mình soi bóng những hàng cây có tên gọi là Hồ Kalandaka, nơi Đức Phật thường tắm. Trùng các giảng đường nơi Đức Phật cho phép người nữ xuất gia. Đức Phật đã nhập hạ mùa an cư thứ 5 tại ngôi trùng các giảng đường ở Đại Lâm, gần kinh thành Xá Vệ. Trong mùa an cư này, Di mẫu Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 người nữ dòng họ Thích đã tự cạo tóc đắp y, đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesali để xin Đức Phật cho nữ giới xuất gia. Ngài đã ban hành 8 trọng pháp đến cho Di mẫu, như là sự xuất gia tỳ kheo ni của bà. Như vậy, đến mùa an cư này thì hội chúng tỳ kheo ni đã xuất hiện. Giáo hội tỳ kheo ni đã được thành lập, tứ chúng đã có mặt đầy đủ kể từ đây. Thành Xá Vệ và tịnh xá Kỳ Viên. Savatthi hay thành Xá Vệ là một thuật từ quen thuộc trong nhiều bản kinh Phật giáo Đại Thừa. Thành Xá Vệ là kinh đô của nước Kiều Tác Đa, do vua Ba Tư Nặc cai trị. Đất nước Kiều Tác Đa là một trong những quốc gia cường thịnh bậc nhất về chính trị, kinh tế lẫn quân sự vào thời Đức Phật còn tại thế. Cũng trong kinh thành Nguyên Nga tráng lệ này, nhiều sự kiện lịch sử trọng đại liên quan đến Phật giáo đã được diễn ra. Đặc biệt nhất chính là câu chuyện mua đất xây tịnh xá cúng dường Đức Phật của một phú gia tên là Cấp Cô Độc với Thái tử Kỳ Đà, khởi nguồn một đạo Phật thâm nhập vào trong xứ sở vốn nhiều giáo phái đang ảnh hưởng lớn mạnh tại nơi đây. Vì là vườn của ông Cấp Cô Độc, nhưng cây là của Thái tử Kỳ Đà, nên trong kinh điển thường ghi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Trong 45 năm hoằng hóa độ sanh, Đức Phật đã trải qua 25 mùa mưa nơi thành Xá Vệ. Riêng tịnh xá Kỳ Viên, Đức Phật đã an cư đến 19 lần. Điều đó đủ cho chúng ta thấy được tầm quan trọng và uy thế của kinh thành Xá Vệ nói chung hay tịnh xá Kỳ Viên nói riêng đối với sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ. Cây Bồ Đề A Nan. Từ cổng chính tịnh xá Kỳ Viên, đi vào khoảng 30 mét phía bên phải, chúng ta nhìn thấy một cây bồ đề thật to nằm sát bên lối đi, có hàng rào bao bọc để bảo vệ. Đó chính là cây bồ đề của Ngài A Nan Đà trồng. Như chúng ta đã biết về cây bồ đề linh thiêng tại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng,
cội cây mà Đức Thế Tôn thiền định 49 ngày đêm và chứng vô thượng giác. Nhưng ít người trong chúng ta biết đến cây Bồ Đề tại Tịnh Xá Kỳ Viên, do Ngài A Nan chiết từ cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng mang về trồng. Do vì có một lần nọ, trưởng giả Cấp Cô Độc đến Tịnh Xá Kỳ Viên thăm viếng Đức Phật. Vào lúc đó, Đức Phật đang đi du hóa nơi xa, nên ông không gặp được Đức Phật. Theo lời đề nghị của trưởng giả Cấp Cô Độc là làm sao đảnh lễ được Đức Phật khi Ngài du hóa phương xa. Ngài A Nan đã thưa chuyện này lên Đức Phật. Đức Phật dạy Ngài A Nan nên trồng một cây Bồ Đề lấy từ Bồ Đề Đạo Tràng và hãy nói với chư thiện năm tín nữ là ta luôn hiện diện dưới cội cây Bồ Đề này. Sau khi Ngài Mục Kiền Hiên đem giống Bồ Đề về đến Tịnh Xá, Tôn giả A Nan mang nó trồng trước cổng Tịnh Xá Kỳ Viên. Đức Phật tọa thiền dưới cây Bồ Đề này một đêm để cây Bồ Đề được hấp thụ khí thiên từ công đức của Phật. Rồi từ đó, cây Bồ Đề này được đặt tên là Ananda, nền tháp Tôn giả Vô Não và nền nhà Cấp Cô Độc. Cách Tịnh Xá Kỳ Viên không xa có hai nền tháp cũ gần nhau khoảng 100 mét, đó là nhà của ông Cấp Cô Độc và nền tháp của Tôn giả Vô Não. Riêng nền tháp của Tôn giả Angulimala không còn nguyên vẹn như nền nhà của Cấp Cô Độc, mà nó chỉ là một khối gạch cũ với nhiều đường hầm và lối đi lởm chởm đá gạch. Người quanh vùng thường gọi tháp này với tên địa phương là tháp Kachikuti. Cũng tại Vesali, mùa an cư cuối cùng của Đức Thế Tôn diễn ra tại ngôi làng Beluva. Trong mùa hạ này, Ngài lâm trọng bệnh và tuyên bố sẽ nhập đại định Niết Bàn. Sau khi nhập hạ suốt 3 mùa mưa tại đây, Đức Thế Tôn tiếp tục du hành về hướng Bắc qua nhiều nơi và cuối cùng là đến thành Kusinara để thi hiện Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Đỉnh núi Linh Thứ. Núi Linh Thứ cách Bồ Đề Đạo Tràng 70 km về phía Tây Nam. Núi Linh Thứ là một trong những thánh tích Phật giáo quan trọng, nơi có hương thất của Đức Thế Tôn, động tu của Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả A Nan. Đỉnh Linh Thứ được vua Tần Bà Sa La cho khai phóng và cúng dường Đức Phật và tăng đoàn thời bấy giờ. Nơi đây, Đức Phật giảng dạy nhiều bộ kinh quan trọng trong lịch sử Phật giáo và các truyền thuyết Phật giáo như Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Đại Bát Nhã. Khổ Hạnh Lâm. Khổ Hạnh Lâm là tên của một khu rừng thuộc thị trấn Ưu Lâu Tần Loa bên dòng sông Ni Liên Thiện, tiểu bang Bihar ngày nay. Đây là nơi đánh dấu một chặng đường quan trọng của Bồ Tát Siddhartha trước khi Ngài thành đạo. Khổ Hạnh Lâm xưa kia là một vùng đất tươi đẹp với khu rừng cả ái và dòng sông trong vắt rất thích hợp để tắm mát và nghỉ ngơi. Lại có làng xóm xung quanh để khất thực. Tuy nhiên, khi Bồ Tát vào khu rừng để hành trì khổ hạnh, Ngài đã cảm nhận cả một nỗi u tịch đến rùng rợn. Ngài kể lại rằng, ban đêm, khi ta ở lại những nơi đáng khiếp đảm kia, chỉ một con vật đi ngang qua hay một con công làm gãy cành cây hoặc gió thổi xào xạc giữa đám lá, ta cũng đầy kinh hoàng hốt hoảng. Trải qua hơn 2.500 năm với biết bao dâu bể, những gì còn lại nơi khổ hạnh lâm giờ đây chỉ là một dải đồi trơ trọi, cao khoảng 60 mét và dài chừng 5 km. Đứng trên ngọn đồi, chúng ta có thể nhìn bao quát ngôi làng Bát Rốt, nơi xưa kia Bồ Tát vẫn thường đến khất thực, và dòng sông Ni Liên Thiện cạn trơ một dòng cát trắng. Bạch Đức Thế Tôn, trên suốt các nẻo đường đi qua trong chuyến về nguồn, nơi miền đất Phật, từ Nepal đến Ấn Độ, theo bước chân của Ngài, chúng con đã tận mắt chứng kiến rất nhiều khác biệt giữa kiến trúc kinh điển và thực tế cuộc đời. Bên cạnh những tàn tích rêu phong, nhưng chúng con vẫn thấy rất rõ từng sự tích về cuộc đời của Đức Phật. Cũng vậy, bên cạnh những cánh đồng khô cằn phủ đầy nắng và bụi, chúng con vẫn thấy được bao la những cánh đồng hoa cải vàng tươi trải dài vô tận. Quy luật vô thường sinh rồi tử, tử rồi sinh, luôn hằng hữu không dứt. Mặc dù vậy, nhưng những nơi này
vẫn mang lại nhiều cảm xúc sâu đậm tận đáy lòng của chúng con hướng về Đấng Thế Tôn. Cho dù nơi đây chỉ là một pho tượng đá có niên đại cổ xưa hay những viên gạch rêu phong theo năm tháng. Bạch Đức Thế Tôn, mai này khi trở về đất Việt, chắc hẳn chúng con sẽ không quên được những cảm xúc dâng trào hôm nay. Cuộc đời đầy bi trí và dũng của Ngài, chúng con không sao diễn tả được. Xin nguyện noi theo gót chân xưa để tìm về an lạc cho tự thân, và cũng là mang lại nhiều an vui cho cuộc đời này. Hôm nay trở lại chốn xưa, rêu phong lối cũ tháp in bóng mờ, bỗng nghe nỗi nhớ vô bờ, âm ba pháp nhũ tràn về trong tim. Nhìn trong chiếc lá rơi êm, khách tăng lạc lối bên thềm không môn. Ô hay pháp giới càng khôn, tự sinh đôi nẻo chung đường là đây.